Giọt mưa trong hoàng hôn nhẹ buông nơi thiên môn, làm lòng con chánh nhớ bóng dáng thầy hôm nào. Ngày còn trong đường mê, thầy khuyên con tình tâm sẽ thấy lòng an lạc, vạn vật vốn vô thường. Thầy dạy con chữ đức, tri thức cần trau dồi, đức hạnh phải vun bồi, kiếp làm người không thể.
lòng người hay sân hận, hãy nhẫn nhìn cho qua. Lễ Phật, lễ Tổ Tông, chư Phật tử hướng về thượng tọa cùng chư lễ đức tăng kính lễ ba lễ. Mô Phật. Thật sự chúng ta có một tháng 4 ngày, nhưng vì Đức Trị Sự nhắc như bỏ ngày 8 giờ 23 thì có rằm 30 thôi. Thì theo cái dấu truyền thống giáo lý khất sĩ thì cái bài pháp là quan trọng hơn hết, vì tất cả chúng sanh, tất cả chư Phật đều lấy pháp làm thầy, pháp cũng là thầy của chư Phật, thầy của Tăng Ni và thầy của tất cả chúng sanh. Nương vào pháp thì chúng ta sẽ chấm dứt luân hồi sanh tử và chấm dứt sự đau khổ. Pháp còn một danh từ nữa gọi là duyên khởi, do duyên mà phát sanh ra, chứ nó không ai đặt ra nó hết, mà nó tự có từ ngày xưa tới bây giờ. Ai mà thấy được pháp thì người đó là Phật, chứ không phải là duyên khởi là Phật, mà thấy duyên khởi tức là nhìn thấy biết và như thật biết rõ thì người đó không còn dính mắc nữa, thì đó là Phật. Còn thấy một cách lờ mờ thì đạo Phật thường kêu là vô minh, mà nó là không minh, là sáng là không sáng, do lời mới có sự đau khổ của chúng ta hiện nay. Thành ra pháp nó chia làm hai, một cái pháp của sát na và một cái pháp của chu kỳ, hay là duyên khởi chu kỳ và duyên khởi sát na. Thì sát na đó là của thánh nhập lưu, nhất dẫn lai bất lai và đi tới tột cùng là a la hán. Còn pháp chu kỳ đó là của địa ngục ngạ quỷ xuất sanh Atula, cõi người, trời dục giới là trời sắc giới và vô sắc giới. Thì chúng ta chỉ biết được cái pháp chu kỳ thôi, còn pháp sát na thì rất khó biết. Và dường như, tôi dùng chữ dường như thôi, bây giờ nó đã mất rồi, không ai còn hiểu được cái bánh vẽ nữa, chứ đừng có nói là thực hành. Tức là cái pháp na sát na giải thích như thế nào thì đúng ra danh từ của thế giới tư tưởng, của thế giới chu kỳ là không diễn tả được sát na. Nhưng mấy vị Bồ Tát Thánh người ta có thể phương tiện, người ta diễn tả giải thích bằng cách không giải thích gì hết. Thì cái đó chúng ta thấy còn rắc rối, là giải thích mà bằng cách không giải thích gì hết, tức là đặt vấn đề rồi chúng ta chấp nhận vấn đề để rồi chúng ta giải quyết vấn đề, thì đó là một cái ngu của chúng ta. Cuộc sống tự nó không có vấn đề, mà chúng ta đặt vấn đề là cái đầu tiên của cái sai lầm, của cái vô minh không sáng. Vấn đề không có mà đặt thành vấn đề, tìm cách giải quyết nó, đó là thế giới hiện tại của chúng ta. Thế giới đang nóng bỏng, sắp sửa nổi giận, thành ai cũng sợ hết. Tới năm tới là năm quyết định của Hội Long Qua gì đó, sẽ có thế giới bùng nổ, có Hội Long Qua
Việt Nam sẽ là chủ 18 nước gì đó, ôi sống giảng tùm lum. Cái đó không phải tôi bác, mà tôi cũng không chấp nhận, mà tôi cũng không bác. Hiện tượng giới thì cái gì cũng có thể có và cái gì cũng có thể không. Khi đủ duyên rồi thì nó hợp, mà hãy hợp thì nó phải có rã. Thành ra có ban ngày thì chúng ta đừng có mừng, thì ban đêm nằm ngay trong đó, hết ngày rồi tới đêm. Rồi tới đêm chúng ta đừng có vội lo sợ, vì có ngày nằm ngay trong đó. Thành ra trong phước là có tai họa, tai họa là chứa sẵn cái phước báo. Mà chúng ta thì thường thường muốn cầu cái phước báo mà lại sợ tai họa, cho nên chúng ta mới khổ. Đạo Phật thì không cầu phước báo mà cũng không sợ tai họa, mà nhìn thấy rất rõ tai họa và phước thật sự là không có. Nếu chúng ta đặt thành vấn đề phước họa là chúng ta lọt vào cái dòng luẩn quẩn. Nghĩa là Đạo Phật không phải bỏ cuộc đời này, nhưng mà thấy rõ cuộc đời này, mà khi thấy rõ thì cuộc sống không có vấn đề, tức là các ngài cứ sống thôi. Rồi chết thì cứ ngã ra chết thôi. Còn chúng ta không vậy, sống là chúng ta đặt vấn đề đủ thứ, ăn cho ngon, mặc cho đẹp, làm sao cho có nhiều cái nhu cầu để chúng ta hưởng thụ. Càng hưởng thụ chừng nào thì chúng ta càng đau khổ chừng ấy. Vì ham hưởng thụ thì cái tham này chính là cái nguyên nhân của luân hồi sanh tử khổ. Thành ra Đạo Phật thường kêu gọi chúng ta phải ít muốn biết đủ. Nếu bây giờ quý vị ít muốn biết đủ thì quý vị sẽ sống hạnh phúc thôi. Nhưng mà làm sao ít muốn biết đủ? Thì Đức Phật đã đặt ra cái giới luật, nó đặt cho chúng ta cái kinh đạo không thái quá mà cũng không bất cập, không hưởng thụ giàu sang thái quá mà cũng không khổ hạnh, mà sống vừa phải thôi. Thành ra hôm nay tôi xin lặp lại cái điều căn bản của Đạo Phật là giới luật, đó là cái trung đạo của sát thân. Thì Đức Phật trước khi đi tu là Thái tử Siddhartha thì hưởng cuộc sống đầy đủ nhu cầu, hưởng thụ tràn trề, do đó ngài thấy khổ đau. Chúng ta bây giờ hưởng thụ không bằng cái lai của Siddhartha là Thái tử, tức là con vua trong tương lai. Ngài nằm trên vàng son, vợ đẹp con ngoan, sơn hà ngấm dốc. Một năm bốn mùa, sơn hạ thu đông có bốn chỗ để mà hưởng lạc, tức là mùa xuân ấm áp, mùa hạ nóng nực thì đổi qua những cái tỉnh khác ấm áp, mùa thu thì lá rụng là đổi qua tỉnh nào. Nghĩa là bốn mùa đều là mùa xuân hết, là hưởng tới vậy đó. Nhưng mà vẫn đau khổ như thường. Vợ đẹp thì ai bằng công chúa Yayudhara, tới chín nước bao nhiêu thái tử, chín ông vua con và bao nhiêu công tử đã tranh giành mà Yayudhara, nhưng mà rồi thái tử cũng thắng thôi. Chiếm được bà tiên giáng trần đó tưởng là đẹp, cũng đau khổ như thường. Đừng có tưởng vợ đẹp là sung sướng. Vợ đẹp là vợ của người ta, nếu con đẹp rồi là con phá hoại thôi. Thành ra cuộc sống nó không có một cái hạnh phúc tuyệt đối được. Thành ra sau khi có cô vợ rồi, sanh một đứa con rồi, thì ngài thấy nó càng trói cột thêm. Thành ra ông vua khi thái tử sanh con, ngài vừa mừng mà vừa lo. Mừng là gì? Là có người nói giỏi, mình có thể đi xuất gia được. Lo là phải thêm một sự trói cột nữa. Thành ra vua Tịnh Phạn mới kêu thái tử đặt con, đặt tên cho đứa con. Ngài đặt tên gì biết không? Rahula, tiếng Ấn Độ, dịch ra tiếng Việt là sợi dây trói cột. Tên con là tên sợi dây trói cột. Người ta nói con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo.
Thành ra muốn mà đi tới đạo Phật phải sống đời sống không gia đình, không nhà, không cửa, không vợ, không con. Khi nào đắc quả rồi thì cái đó không còn dính mắc nữa. Còn trong giai đoạn tu tập thì chúng ta phải sống đời sống rất là dánh. Thành ra Thái tử thấy mình phải bỏ đời sống sung sướng để đi tìm cái tinh thần tuyệt đối không dính mắc. Mà không dính mắc thì ở đâu cũng không dính mắc. Còn bây giờ còn dính mắc thì ở đâu cũng dính mắc. Chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra chúng ta tưởng tượng là ngoài đời có tám khổ, người tu không khổ, người tu vẫn khổ như thường. Thành ra trong kinh kể tám khổ: giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, làm vua cũng khổ, làm quan cũng khổ, làm dân cũng khổ, mà tật nguyền cũng khổ, sáu cái khổ. Rồi tới là tù tội cũng khổ. Tám cái khổ không ai thoát được hết. Thì người xuất gia cũng nằm trong tám cái khổ đó. Vậy thì ai mới hết khổ? Chúng ta phải hiểu cho rõ. Chỉ có người đắc quả mới hết khổ thôi. Thì dầu người đó là xuất gia hay tại gia, mà đắc quả là cái gì? Cái đó là cái điều chúng ta cần phải hiểu hôm nay. Đắc quả không có nghĩa là bỏ cuộc đời này. Đắc quả tức là không dính mắc vào cuộc đời. Bỏ cuộc đời, chạy trốn cuộc đời là vấn đề khác. Còn đối diện với cuộc đời mà không dính mắc lại là vấn đề khác. Khi mình uống cà phê thì cà phê không phải là xấu, nhưng mà ghiền cà phê, dính mắc vào cà phê một ngày ba cử không có thì vậy, cái này là cái dính mắc. Thì khổ là do cái dính mắc. Thành ra vợ đẹp con xinh chưa hẳn là cái khổ, mà mê mết trong cái người nữ, người khác phái đẹp, yêu thương con thì mấy cái này là cái khổ. Tình thương phải có, nhưng mà tình thương phải là vô lượng vô biên. Tình thương phải bao la, chứ không phải thương riêng một mẹ mình, một vợ mình, một con mình, một gia đình của mình, một quốc gia của mình, một cái quả địa cầu của mình, mà phải là vô lượng vô biên quả địa cầu. Cái tình thương đó mới đi tới cái giải thoát được, chứ không phải là sống không có tình thương. Nhưng mà tình thương phải rộng lớn. Thành ra đạo Phật thường đưa tới cái chỗ là vấn đề một kiền liên đó. Tâm hiếu là tâm Phật. Thì chúng ta nói tâm hiếu của người cư sĩ là tâm Phật thì nó trạch, đó là tâm trời. Đạo hiếu là đạo Phật. Thật ra đạo hiếu mà có một mẹ một cha là đạo trời thôi, chúng ta mới hiểu cái đó. Nhưng mà nếu không qua đạo trời thì chúng ta không qua đạo Phật nữa. Nhưng mà giữa đạo trời với đạo Phật nó có một cái khoảng cách rất là khó qua. Bởi vì cái pháp ngôn tu, cái cách nhìn nó khác, khác nhau rất xa, một trời một vực. Cái nhìn của người trời là cái nhìn của tiến hóa, của tiến hóa hoặc là xa đọa, của cái dòng lẫn quẩn mà chúng ta đang sống hiện tại. Như tôi nói hồi nãy, phải có ngày là phải có đêm, có tốt là phải có xấu, có thiện là phải có ác. Thì đạo Phật không chấp nhận cái thiện, mà đó chỉ là cái bàn nãn để đi tới giải thoát. Giải thoát thì nằm ngoài vấn đề thiện và ác. Cái đó là cái mà chúng ta phải ngồi thiền, phải suy ngẫm và phải nhận nó được ngay bây giờ và tại đây. Thì đó là chúng ta giải thoát. Giải thoát không phải trong thời gian, không phải trong không gian, không phải trong từ từ lay lay, mà là một sự nhận lại cái bất tử ngay trong cái sanh tử, cái không dính mắc ngay trong cái dính mắc. Đó là cái điều mà đạo Phật, Đức Phật đã đưa ra. Nhưng trước tiên như vậy chúng ta phải qua đạo người trời. Thì thời giờ nó ít, tôi chỉ giới thiệu sơ thôi.
rồi tôi sẽ giảng lại cái đạo người trời. Thì quý vị thường đến đây để cầu an, cầu siêu, trai tăng, khai thị, cầu phước, cầu lộc, cầu tài, cầu thọ vậy đó. Quý vị làm cái hình thức không? Tôi thì không thích cái hình thức, mà tôi cần quý vị phải hiểu cho nó rõ. Cái hiểu rõ chính là Phật. Còn hiểu lờ mờ, hiểu lai rai, hiểu từ từ thì cái đó là đạo người trời thôi. Nhưng mà đầu chúng ta phải hiểu từ từ, phải hiểu lai rai. Chúng ta phải giữ giới. Rồi sau chúng ta giữ giới là một, chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Rồi chúng ta bắt đầu nhìn là phải có đối tượng, tu tập phải có pháp môn. Rồi sau tất cả pháp môn chúng ta thấy đều là dối gạt thôi, thì chúng ta nhận lại cái bất tử trong cái pháp môn dối gạt đó. Rồi từ đó chúng ta mới tiến qua con đường đạo Phật được. Thì hôm nay chúng ta nói về cái đó. Thì tôi xin nhắc lại đầu tiên là năm giới lành, không làm điều ác, và năm làm năm điều lành. Phật tử phải nắm vững cái đó. Tôi gặp là tôi kêu trả bài đó. Cái đó là cái căn bản của người tu đạo Phật. Nó không phải là đạo Phật, mà nó sẽ đưa tới đạo Phật. Nó là cái bài đạo thù thắng nhất. Và không những thuộc lòng mà chúng ta còn phải thực hành nữa. Như chút nữa sau cái bài pháp giảng rồi, thì ở đây theo cái truyền thống của khất sĩ có truyền giới, thì đây có ba người thọ giới đó. Chúng ai có thọ thì nói ông dân thái ghi thêm để tôi truyền luôn một lượt. Thì dường như lúc này mấy ông Thiện Nam tu đông ấy, tôi mừng không biết cái này dường như nam không à. Thấy cái họ nó nói không có đề nam nữ gì hết. Võ Ngọc Nho 62 tuổi, thì đây Ngọc Nho không biết nam hay nữ, thì tôi nghĩ chắc là. Còn Nguyễn Bá Tòng 67 tuổi cũng xem thọ giới, chắc của người nam. Và Từ Hải Thanh Long 31 tuổi, chắc của người nam, có ba vị. Còn chút nữa rồi giảng pháp xong thì có cái giờ truyền giới theo cái truyền thống khất sĩ đó. Ai có muốn thọ thì lợi ông dân thái ghi thêm. Thì tôi xin tiếp tục. Thì quý vị về học cho thuộc lòng năm điều ác chúng ta phải không làm, và năm điều lành chúng ta phải làm. Đây là con đường trung đạo về xác thân của chúng ta. Thì thời buổi đau khổ thật sự tôi thấy nó đến đó. Thì bây giờ người tu nhiều, nhất là mấy ông Thiện Nam bắt đầu hiểu. Chứ hồi xưa là tôi thấy tín nữ không à, ít có Thiện Nam thọ giới lắm, tín nữ viện thọ gần hết đó. Bây giờ Thiện Nam bắt đầu thọ nhiều, Thiện Nam khó tu à. Bởi vì cái vấn đề đầu tiên đó là vấn đề ăn chay. Thứ nhất là không sắp xong, thì một tháng phải 10 ngày chay. Đó là sơ cơ đấy, tức là còn 20 ngày ăn mặn, chỉ ăn tôm cua cá tép thôi. Còn 10 ngày ăn chay đó, và từ nay tuyệt đối không còn heo, chó, gà, vịt, không giết cũng không ăn. Thì cái này mấy ông nam mà nhậu mà thì khó tử á, nhất là gà vịt rồi thấy heo. Hai cái này chúng ta ăn rất thường, thì từ nay phải tuyệt đối cử, không ăn cũng không giết. Là còn 20 ngày mà chỉ tôm cua cá tép thôi. Thành nó cử tuyệt đối là heo, chó, gà vịt, không giết cũng không ăn. Tại sao vậy? Tại sao là thú nhỏ tôm cua cá tép được giết được ăn mà thôi, thú lớn heo chó là không ăn không giết? Thì chúng ta biết rằng cái quan trái, cái thù quán, chúng ta đừng tưởng chúng ta có linh hồn không chết. Loài thú nó không có linh hồn, nó cũng linh hồn như mình. Thành là chúng ta phải ngồi quán xét lại con gà, con vịt, con heo, con chó có chồng, có vợ, có con, có cha mẹ không? Tôi thấy vẫn có gì thôi. Muôn loài nào khác chi ta cũng tìm sự sống lánh xa tai nạn, có cha mẹ, có họ hàng, kết bè sinh hoạt hiệp đoàn xưa nay. Ta đừng giết nó mà ăn, cũng đừng mang nó trói tranh dân cầm. Bảy câu trước đọc vua ngọc làm cho chúng nó âm thầm khổ đau. Chúng ta thấy con người bây giờ ác, rồi trước tiếp thu con người đó rồi. Bây giờ chúng ta bắt cá với lại kia nữa lại đủ cách.
nào câu nào chài, rồi nào lấy bắt ra bằng điện, rồi nào bằng thuốc sát, rồi tới chết luôn cả thú nhỏ. Tôi nhớ hồi xưa nói là mấy cái đường lộ mà ô gà có bóng kèm nhóc hết là nó bắt là anh bây giờ kiếm một con không trẻ. Hai cái ao nèo trước cá nhóc đó bây giờ không còn, cá lớn cá nhỏ gì không còn, không giữ được. Con người ác tới vậy đó. Còn mày đặt anh ốc khỉ ông gì nó ôi làm con người những thứ ác. Bò mấy món bò thui, con bê con cái gì đó. Rồi con cầy nữa, cầy tơ, cầy gì đó, chúng ta làm láo hết. Rồi cô gái bó tới. Rồi bây giờ ta điên nhiều. Cái phần ông của loài thú nó lợi, nó trả thù. Cuộc sống bây giờ nó lợi đau khổ, rồi bị cái phần ông nó nhập. Rồi lợi cầu với tôi làm cái gì được. Nhưng mà đến tôi là hết. Hết là chịu nghe thì mới hết. Tức là phải tội giới, phải quy y, phải sám hối. Rồi tôi xin cho, nếu may ra mà cái đức tôi có thì nó tha. Còn nếu mình không chịu ăn chay, không chịu kiện cử kia thì nó theo. Dù tôi có loài thú này nó tha thì những cái dông khác nó lại nhập nữa. Thành ra đi đủ thầy không hết, mà tới tôi là nếu thực hành thì hết, mà không cũng không hết. Chứ tôi không có tài ba gì hết đó. Tôi thì cứ theo giới định sự thôi. Thành ra từ nay cũng chỉ cố gắng tránh. Thời này là thời trả quả. Tôi nói ngày xưa quả báo thì trần, mà ngày nay quả báo một dây nhãn tiền. Cái ngoài đời mặt pháp này cái trả quả mau. Thành ra quý vị nào muốn an ổn thì cố gắng giữ năm điều ác không làm và làm năm điều lành thì quý vị đã biết rồi. Thứ nhất là không sát sanh mà phải phóng sanh. Thứ nhì không trộm cắp mà phải bố thí. Thứ ba là không tà dâm mà còn phải tiếp dục, tức gia đình hai con thôi. Và thứ tư là không nói dối mà phải nói lời chân thật, mà phải dịu dàng. Cái thứ năm là không dùng các chất sai, nhất là uống rượu. Tại sao vậy? Chúng ta phải hiểu. Vì uống rượu vô là điên liều lập tức. Nếu nhà này người lái xe thì 50 mạng giao cho mình hết. Khi mình lũi xuống sông hoặc xuống những cái hố đường đi Đà Lạt thì không còn một mạng. Thì mình mấy ngàn kiếp bây giờ cũng chưa có là người nữa. Cái giết người mà giết một cách tập thể 50 mạng thì chúng ta biết nặng vô cùng. Còn nếu chúng ta nghiện cà phê, nghiện thuốc lá thì nó ít tai hại hơn. Nhưng mà nghiện rồi cái quậy gia đình thì mình đau khổ, gia đình đau khổ, lối xóm đau khổ, thì cái nước Việt Nam này sẽ khổ đau và thế giới cũng sẽ đau khổ. Chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta sống là sống với tất cả. Chúng ta từng tỉ nơi xác thân này của tôi muốn làm gì thì làm. Nói vậy là không hiểu gì hết. Xác thân này từ đâu mà có? Nó do cha mẹ tôi sinh. Cha mẹ tôi từ đâu mà có? Rồi sinh ra, cha mẹ sinh ra không có quần áo mặc, không có bác sĩ, không có thuốc men, không có nhà ở, mình làm được không? Mình phải có bác sĩ nè, có kỹ sư nè, là có thợ may nè, có người nông thôn nè, có người thợ mộc nè, có tất cả lo cho mình. Thành ra mình sống là nhờ tất cả, thì tất cả cũng phải nhờ mình. Thành ra mình hư một cái là cả vũ trụ này hư, chứ không phải là nói gia đình mình không. Trước tiên mà làm khổ cho mình. Thành ra bây giờ cái dây tai nạn xì ke ma túy rồi tràn lan. Chính phủ cấm không được, làm sao mà cấm? Cái đó chỉ có mình cấm mình thôi. Thành ra đạo Phật cái hay. Bắt bây giờ bắt cái suốt năm bây giờ cũng không hết. Chỉ làm sao cho họ có cái hiểu biết, cái pháp, cái nhận thức. Thấy rõ, khi mình thấy rõ cái đó là cái hầm, cái đó là lửa, thì không dạy mình để cho khổ. Chỉ có con người ngu si vô minh thì mới thục tay vào lửa cho nó khổ thôi. Thì bây giờ chúng ta đang là vô minh, là ngu si. Chúng ta hút xì ke ma túy tưởng đâu sướng. Nó chỉ cái cảm giác nhất thời, rồi nó đem cái hậu quả tai hại dài dài cho chính mình thôi đó.
cho vợ, cho con, cho cha, cho mẹ, cho lối xóm, cho chính phủ, cho toàn dân, cho cả toàn thế giới này và toàn thể vô lượng quả địa cầu. Chúng ta thấy bây giờ quả địa cầu này đang mất cây xanh, làm nóng bỏng ở đâu phút rồi đó, vì chưa từng có nóng như giờ. Mà do đâu? Đâu phải do quả địa cầu, mà do con người phá rừng, thả mua nguyên tử, làm đủ thứ. Bây giờ nước mưa chúng ta không giống uống được. Nước mưa là cái nước tốt nhất, rồi bây giờ phóng xạ tùm lum, có người tự mình giết lấy mình do cái ngu si. Mà đạo Phật kêu là vô minh. Bây giờ làm sao cho hết ngu si, làm sao để mà cứu thế giới hòa bình? Đặt câu hỏi đó là câu hỏi ngu. Làm sao mà cứu thế giới hòa bình được? Thế giới không bao giờ hòa bình được. Chỉ có tình cá nhân chúng ta hòa bình thôi, chứ đừng có mong thế giới hòa bình. Nếu thế giới hòa bình thì Đức Phật ra đời, thế Đức Phật là ông tổ của hòa bình. Ngài đem lợi an lạc cho tất cả mọi người, từ người trời cho tất cả chư thiên. Nhưng mà lúc đó, Ngài sanh ra tại Ấn Độ, Ấn Độ có hòa bình không? Không, Ấn Độ nhỏ bé. Cái nước Ấn Độ đó là chưa có thế giới, chưa có máy bay, chưa có tàu lặn, chưa có Honda, chưa có máy móc, chưa có điện gì hết, thời Đức Phật. Mà lúc đó đánh nhau từng lúc, vua A Xà Thế là con mà giết cho Tần Sa Ma La, giết gia đình. Mà bằng Tần Ma Sa La là đệ tử của Phật, Phật hay mà có làm gì lúc đó. Rồi vua Lưu Ly đem quân giết lòng họ Thích, tức là Phật Thích Ca, dòng họ Phật Thích Ca, giết sạch não không còn một người. Phật cản ba lần không được, cứ để giết tốt. Nó loạn lạc từng lúc, Phật có làm cái gì được đó. Một Kiền Liên bị ngoại đạo, tức là 62 tôn giáo bắt đập chết. Lúc đó Phật còn sống, về có 7 bữa chết, đấm quá biển, đấm quá trời quá đất. Có hòa bình đâu. Nhưng mà đạo Phật đem có hòa bình cho ai? Cho từng cá nhân của chúng ta. Nếu mà chúng ta đắc quả la hán rồi, Một Kiền Liên chết có đau khổ không? Có hòa bình không? Dĩ nhiên là ngày hòa bình thôi. Thì cái đó là ngày đóng tù. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Vì A-la-hán rồi bây giờ có thẻo từ biến thực, thì các ngày dẫn tới Niết Bàn. Niết Bàn là ở cái nhận thức của chúng ta, chứ không phải ở cái xác thân này. Cái hiểu biết của chúng ta đâu có ảnh hưởng tới cái xác thân. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Tôi hôm nay cũng giảng cái đó đấy. Và Phật tử mới nhận nó ngay bây giờ. Mà trước tiên nhận cái đó thì chúng ta phải là con người thông minh, con người sáng suốt. Thông minh, sáng suốt không phải là trí tuệ. Ta nên nhớ, trí tuệ không phải là thông minh, mà trí tuệ cũng không phải là sáng suốt. Trí tuệ là một cái gì vượt lên khỏi cái đó. Nói trí tuệ là sáng suốt là sai, mà nói trí tuệ là ngu si là trật. Trí tuệ nó không nằm trên vấn đề danh từ đó. Trí tuệ có nghĩa là không dính mắc vào cái gì hết. Nó biết cái sáng suốt, nhưng nó không phải là sáng suốt. Nó biết cái ngu si, nhưng nó không phải là cái ngu si. Vậy thì nó là cái gì? Tôi xin thưa, nó không là gì hết, mà nó là tất cả. Nó đại khái là đạo Phật nơi có hiểu cho đó. Nhưng mà sau khi tôi giải thích, rồi tôi cho thí dụ, quý vị sẽ thấy sáng tỏ. Chứ không phải tôi chơi chữ, tôi dùng danh từ không, mà tôi lấy ngay trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta thấy rằng đạo Phật nói như vậy đấy. Như vậy mới phải là đạo Phật, thì chúng ta phải hiểu. Thành ra tôi thấy thời này nếu quý vị không sống như đạo Phật, quý vị sẽ điên hết, quý vị sẽ bị trầm cảm, quý vị sẽ bị stress, khủng hoảng. Thế giới bây giờ vật chất lên ngút trời, khoa học đang dùng những cái điện tử, những cái nguyên tử để chơi nhau. Thì con người chúng ta là cái gì? Là một khối điện tử. Còn một khối điện tử thôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc, gì cả, nhà, cửa, chung quanh đều là điện tử thôi.
kết hợp lại, không có cái gì ngoài nguyên tử. Chúng ta đừng tưởng cái sắc thân này là bền bỉ, nhưng có một cái không hề dính mắc vào điện tử, là cái chỗ mà sanh ra điện tử, phát hiện ra điện tử. Quý vị phải tu theo cái đó. Chẳng hạn như tôi cho thí dụ thì quý vị hiểu. Chẳng hạn như cái linh hồn của mình giống như cái dòng nước, thì cái gió, gió bát phong nó mượn cái dòng nước này để nó tạo ra những cái lượng sống, sống người ta, sống trâu, bò, heo, chó, sống nhà cửa. Tất cả đều do cái gió bát phong tham sân si, dinh nhục lợi hại thịnh si mượn cái dòng nước linh hồn của chúng ta để tạo ra những cái lượng sống. Cái lượng sống này không thật, không thật. Chỉ có cái dòng nước mới là thật. Anh đang mượn cái dòng nước này để tạo ra lượng sống. Thì cái lượng sống này với cái dòng nước là một hay là khác? Nếu một thì sai, mà hai thì trật. Chúng ta phải hiểu cái đó. Cái lượng sống thì khi nó nổi lên rồi thì nó phải tan, có ngày nào phải có đêm. Còn cái dòng nước chưa hề nổi thì chưa hề tan, cũng chưa hề sẽ, bao giờ nó cũng là cái dòng nước lặng lẽ trôi mà thôi. Hay là tôi cho một cái thí dụ khác thì quý vị sẽ hiểu. Quý vị có một cái ổ điện có 6 đầu ghim, tôi nói 6 thôi. Một cái chúng ta ghim qua bóng đèn, một cái ghim qua màn ngủi, một cái ghim qua quạt máy, một cái ghim qua tủ lạnh, một cái ghim qua radio, một cái ghim qua tivi, 6 cái. Thì khi tôi ghim một cái bóng đèn nó phát ra ánh sáng, thì tôi hỏi ánh sáng này là do cái gì? Chúng ta nói do bóng đèn thì trúng mà không trúng. Nếu mà bóng đèn đứt rồi thì ánh sáng còn không? Chúng ta nói không thì đúng mà không đúng. Ánh sáng vẫn còn, nó ẩn thôi. Không tin chúng ta mua bóng đèn khác vô, gắn vô nó vẫn có ánh sáng. Ánh sáng này là của luồng điện. Nếu cúp điện rồi, bây giờ có 100 cái bóng đèn cũng không có ánh sáng. Bóng đèn là cái cơ quan phát hiện cái ánh sáng của luồng điện linh hồn. Thì tôi cho ví dụ của bóng đèn giống như con mắt. Con mắt là cái cơ quan phát hiện cái thấy của linh hồn. Thành ra chúng ta thường nói thấy bằng mắt, thật ra không đúng lắm. Phải nói thấy bằng cái luồng điện linh hồn thì đúng hơn. Khi cúp điện rồi thì cái bóng đèn không có thấy được. Khi mà chết rồi, cái linh hồn ra khỏi thể xác, con mắt không thấy nữa. Con mắt chỉ là tai sai thôi. Còn bây giờ chúng ta thụt con mắt cho luôn thì chúng ta nó không thấy, thật ra cũng vẫn còn thấy. Không tin là con mắt mình hư mà đi mổ đi, rồi đổi con mắt khác. Mà nếu cái linh hồn còn trong thể xác vẫn còn thấy như thường. Ví dụ tôi té cả đi, cái cây nó sốc vô con mắt rồi hư con mắt, rồi móc con mắt nó ra. Còn những người hiến xác ta cho con mắt khác, lấy con mắt khác để vô vẫn thấy rồi. Nếu cái linh hồn còn trong thể xác thì cái luồng điện còn thì thay bóng đèn khác nó vẫn thấy. Mình phải ngồi suy gẫm thật kỹ. Mình thấy cuộc sống này mắt mà qua tới cái lỗ tai. Ví dụ như cái quạt máy, cái lỗ tai. Bây giờ tôi ghim luồng điện vô quạt máy nó quay. Mình nói quay này là do quạt máy, sai. Cũng là do luồng điện linh hồn. Bây giờ cái quạt máy nó hư thì có gió không? Tôi nói vẫn còn. Gió nó ẩn thôi, hãy còn luồng điện là còn gió. Thì tôi đi mua qua quạt máy khác để vô thì nó cũng là có gió. Thì cái gió của quạt máy này là do luồng điện chứ không phải do quạt máy. Quạt máy là cái cơ quan, cái tay sai làm phát hiện cái gió của luồng điện. Cái gì phải ngồi suy gẫm rồi mới thấy được cái con người thật của mình. Rồi qua tới cái tủ lạnh. Tủ lạnh mà chúng ta ghim điện vô thì nó cho nước đá.
để nước cho nó cho nước đá. Rồi bây giờ tủ lạnh hư, có nước đá không? Ẩn thôi, chúng ta thay cái tủ lạnh khác thì vẫn có, nếu nguyên liệu vô vẫn có nước đá. Thì nước đá này là của luồng điện chứ không phải của tủ lạnh. Tủ lạnh là cái cơ quan làm phát hiện cái cục nước đá của luồng điện thôi. Thành ra sáu căn chúng ta mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc đều do luồng điện chỉ huy. Thành ra nếu chúng ta tu trên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì cái xác thân đứt bóng chết rồi, chúng ta nói tôi chết thì chúng ta tiếp tục luân hồi. Còn bây giờ chúng ta tu tới luồng điện linh hồn thì khi con mắt hư nổ rồi, chúng ta biết con mắt hư, chứ cái luồng điện không có mắt. Rồi khi cái xác thân đứt bóng rồi thì chúng ta biết xác thân chết rồi, thì cái biết của luồng điện không chết. Nó biết cái xác thân chết nhưng cái biết không có chết. Thì thành ra chúng ta nhận cái biết là ta, nhận cái luồng điện linh hồn là mình, thì ngay bây giờ chúng ta là Phật, chúng ta là con người bất tử. Bất tử ở trong cái thể xác sanh tử. Trong cái thể xác sanh tử này có cái luồng điện bất tử nằm ngay trong đó. Và chính cái luồng điện bất tử này phát hiện ra sáu căn sanh tử. Mà xưa giờ chúng ta cứ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nói, chân đi, sai. Linh hồn thấy, linh hồn nghe, linh hồn ngửi, linh hồn nói, linh hồn đi, đúng. Nắm cái linh hồn là gốc. Con mắt có đuôi, mà nếu linh hồn còn thì cái thấy vẫn còn, nó ẩn với nó hiện thôi. Khi đủ điều kiện rồi thì cái linh hồn nó mượn con mắt nó sẽ phát ra cái thấy. Nên nhớ nhớ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái nói, cái đi không phải là linh hồn. Người ta phải suy nghĩ sắp tới, phải tập suy nghĩ, ngồi thiền tập suy nghĩ, phải suy nghĩ cho hiểu rành rồi chúng ta qua cái tu qua linh hồn rất dễ, còn không rất là khó. Chúng ta cứ nhận lầm hoài, mà thấy là thấy bằng con mắt thì linh hồn, mà thấy bằng linh hồn chấm dứt linh hồn. Chỉ cái nhận thức đúng hay sai thôi. Mà chúng ta nói cái thấy, cái nghe, cái ngửi là linh hồn cũng sai. Cái ánh sáng luồng điện, cái sức nóng bàn ủi của vật máy quay là cái dụng của điện chứ đâu phải là điện. Điện có một thôi, nhưng mà cái tác dụng vô cùng. Tác dụng là sáu căn, nó có sáu cái dụng dụng khác nhau, nhưng mà cái bản thể có một thôi. Ai mà có học khoa học qua lớp 12 thì tôi nói dễ hiểu. Cái thể, cái tướng với cái dụng, cái bản thể có một thôi. Cái tướng có vô lượng hình tướng, mà có vô lượng hình tướng thì có vô lượng cái dụng, nhưng mà cái bản thể có một. Bản thể là chỗ phát sanh ra vô lượng cái dụ dụng, nương vào hình tướng để phát sanh. Thì cái bản thể linh hồn, luồng điện của chúng ta, nó nằm tràn lan ở trong vũ trụ, nó vô lượng vô biên. Nó mượn cái xác thân này để phát hiện qua sáu căn. Một cái bóng đèn, một cái quạt máy, một cái tủ lạnh, một cái radio, một cái màn mũi, dần dần sáu cái cơ quan này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc đều nương vào cái luồng điện linh hồn để mà phát hiện. Luồng điện linh hồn thì nó bất tử, nó luôn luôn nằm trong vũ trụ này. Khi mà tắt cái xác thân báo đèn, sáu cơ quan này tắt thì nó cũng nằm trong vũ trụ. Một khi mà có thì nó cũng vẫn nằm trong vũ trụ. Mà khi đủ điều kiện rồi nó phát hiện qua sáu cơ quan, làm cho mắt thấy, làm cho tai nghe, làm cho mũi ngửi, làm cho miệng nói, làm cho chân đi, làm cho cái óc suy nghĩ. Nhưng mà có một cái linh hồn luồng điện thôi, mà có sáu cái diệu dụng. Chẳng những sáu mà có trăm ngàn cái diệu dụng.
khác nhau hết, bởi vì tác dụng khác nhau. Mắt thì thấy chứ mắt không thể nghe, lỗ tai thì nghe chứ lỗ tai không thể thấy, không thể ngửi, không thể nói được. Còn cái lỗ mũi thì ngửi chứ không thể nói, không thể thấy, nghe được. Mỗi cái có cái tác dụng khác nhau, thành ra tất cả đều khác nhau, nhưng cùng có một cái bản thể linh hồn, thành ra có cái linh hồn giống nhau. Thành ra chúng ta nói mắt tai mũi lưỡi là khác là sai, mà nói mắt tai mũi lưỡi thân ốc là một thứ là trật. Chúng ta phải ngồi suy ngẫm cái đó. Mấy ông sư cũng nói kỳ, sự thật chứ không có kỳ, sự thật tới nơi khó hiểu. Thành ra mỗi người phải tự mình an nằm với nó. Anh nằm ở đâu? Trong sách thánh này tôi không có nói trên trời, tôi không nói như đó. Mà nếu quý vị cứ nghiền ngẫm nó, danh tư nó, thì suy nghĩ cho kỹ rồi quý vị sẽ sống dễ dàng hơn. Còn nếu quý vị không suy nghĩ nó, mình với nó là hai tách biệt, không bao giờ ăn nằm với nó, thì vĩnh viễn không bao giờ đi tới giải thoát được. Khi quý vị hiểu rõ, thật rõ nó, hiểu một cách toàn diện nó, thì quý vị không bao giờ dính mắt với nó được. Không dính mắt thì là Phật. Có gì đâu, Phật là con người không dính mắt. Không dính mắt cứ nhờ không có chạy trốn cuộc đời này. Mà không dính mắt, không đắm nhiễm, không ghiền cuộc đời này. Còn bây giờ chúng ta sao? Chúng ta ghiền đủ thứ, thích đủ thứ. Mà ghiền ở đâu thì chúng ta sẽ luân hồi đi vào đó. Đi ghiền cờ bạc thì sao? Lợi nhà kiếm có vô sông bãi. Người ghiền nhậu thì sao? Không có thì vô trong đó nhậu. Còn người Phật tử tụi con không ghiền chứ, mà vô kiếm trong tỉnh xá chùa thì không, cũng vẫn là ghiền. Cái ghiền cao thượng, Đức Phật dứt luôn cái ghiền cao thượng thì mới thành Phật được. Trời ơi, ghiền cờ bạc thì là xấu, ghiền nhậu nhẹt là xấu, ghiền xì ke ma túy là xấu, xin hết bãi, con bỏ. Mình vừa ghiền tỉnh xá, ghiền chùa, ghiền mấy sư cô cũng là xấu nữa sao sư? Tôi nói không xấu, tốt. Chứ đó không phải là xấu, đó là cái tốt. Nhưng mà tốt thì đi sánh vào cái tốt. Cái xiền vàng, Đức Phật dứt luôn cái xiền vàng. Nó vẫn là xiền. Mặc dầu nó đẹp, nó cao thượng, nó quý giá, nhưng mà nó vẫn là xiền, tức là vẫn trói cột như thế. Mà đạo Phật là cái đạo không trói cột. Như vậy là tôi con không đi tìm heo chó sống nhà cửa. Tất cả đều do cái gió bắc phong tham sân si, dinh nhục lợi hại thịnh si, mượn cái dòng nước linh hồn của chúng ta để tạo ra những cái lượng sống. Cái lượng sống này không thật, không thật. Chỉ có cái dòng nước mới là thật. Anh đã mượn cái dòng nước này để tạo ra lượng sống. Thì cái lượng sống này với cái dòng nước là một hay là khác? Nếu một thì sai, hai thì trật. Chúng ta phải hiểu cái đó. Cái lượng sống thì khi nó nổi lên rồi thì nó phải tan, có ngày là phải có đêm. Còn cái dòng nước chưa hề nổi thì chưa hề tan, cũng chưa hề sẽ. Bao giờ nó cũng là cái dòng nước là lẽ trốn thôi. Hay là tôi cho một cái thí dụ khác thì quý vị sẽ hiểu. Quý vị có một cái ổ điện có 6 đầu ghim, tôi nói 6 thôi. Một cái chúng ta ghim qua bóng đèn, một cái ghim qua màn ngủi, một cái ghim qua máy, một cái ghim qua tủ lạnh, một cái ghim qua radio, một cái ghim qua TV, 6 cái. Thì khi tôi ghim qua cái bóng đèn nó phát ra ánh sáng, thì tôi hỏi ánh sáng này là do cái gì? Chúng ta là do bóng đèn thì trúng mà không trúng. Nếu mà bóng đèn đứt rồi thì ánh sáng còn không? Chúng ta nói không thì đúng, mà không đúng. Ánh sáng vẫn còn, nó ẩn thôi. Không tin chúng ta mua bóng đèn khác vô, gắn vô nó vẫn có ánh sáng. Ánh sáng này là của luồng điện,
Nếu cúp điện rồi, bây giờ có 100 cái bóng đèn không có ánh sáng. Bóng đèn là cái cơ quan phát hiện cái ánh sáng của luồng điện linh hồn. Thì tôi cho ví dụ của bóng đèn giống như con mắt. Con mắt là cái cơ quan phát hiện cái thấy của linh hồn. Thành ra chúng ta thường nói thấy bằng mắt, thật ra không đúng. Phải nói thấy bằng cái luồng điện linh hồn thì đúng hơn. Khi cúp điện rồi thì cái bóng đèn không có thấy được. Khi mà chết rồi, cái linh hồn ra khỏi thể xác, con mắt không thấy được. Con mắt chỉ là tai sai thôi. Còn bây giờ chúng ta thục mắt cho luôn thì chúng ta nó không thấy, thật ra cũng vẫn còn thấy. Không tin là con mắt mình hư mà đi mổ đi, rồi đổi con mắt khác, mà nó bên linh hồn còn trong thể xác vẫn thấy như thường. Bây giờ tôi té ta đi coi cây nó sót cho con mắt rồi hư con mắt, giờ móc con mắt nó ra. Còn những người hiến xác đã cho con mắt khác, lấy con mắt khác để rồi vẫn thấy rồi. Nếu cái linh hồn còn trong thể xác thì thấy, cái luồng điện còn thì thấy bóng đèn khác vẫn thấy. Mình phải ngồi suy gẫm thật kỹ. Thấy cuộc sống này mắt qua tới cái lỗ tai. Ví dụ như quạt máy, cái lỗ tai. Bây giờ tôi ghim luồng điện vô quạt máy nó qua. Mình nói tai này là do quạt máy, sai. Cũng là do luồng điện linh hồn. Bây giờ có quạt máy nó hư thì có gió không? Tôi nói vẫn còn. Gió nó ẩn rồi, hãy còn luồng điện là còn gió. Thì tôi đi mua bao quạt máy khác để vô thì nó cũng bảo có gió. Thì cái gió của quạt máy này là do luồng điện chứ không phải do quạt máy. Quạt máy là cái cơ quan, cái tai sai làm phát hiện cái gió của luồng điện. Cái gì nó ngồi suy gẫm rồi mới thấy được cái con người thật của mình. Rồi qua tới cái tủ lạnh. Tủ lạnh mà chúng ta ghim điện vô thì nó cho nước đá. Rồi bây giờ tủ lạnh hư, có nước đá không? Ẩn thôi, chúng ta thay cái tủ lạnh khác thì vẫn có, nếu nguyên điện vô vẫn có nước đá. Thì nước đá này là của luồng điện chứ không phải của tủ lạnh. Tủ lạnh là cái cơ quan làm phát hiện cái lượng nước đá của luồng điện thôi. Thành ra sáu căn chúng ta mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc đều do luồng điện chỉ huy. Thành ra nếu chúng ta tu trên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì cái xác thân đứt mất, chết rồi, chúng ta nói tôi chết thì chúng ta tiếp tục luân hồi. Còn bây giờ chúng ta tu trên luồng điện luân hồi thì khi con mắt hư nổ rồi chúng ta biết con mắt hư. Chứ cái luồng điện không có mắt. Rồi khi cái xác thân đứt bóng rồi thì chúng ta biết xác thân chết rồi, thì cái biết của luồng điện không chết. Nó biết xác thân chết nhưng cái biết không có chết. Thì thành ra chúng ta nhận cái biết là ta, nhận cái luồng điện linh hồn là mình. Thì ngay bây giờ chúng ta là Phật, chúng ta là con người bất tử. Bất tử ở trong cái thể xác sanh tử. Trong cái thể xác sanh tử có cái luồng điện bất tử nằm ngay trong đó. Và chính cái luồng điện bất tử này phát hiện ra sáu căn sanh tử. Mà xưa giờ chúng ta cứ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nói, chân đi. Sai. Linh hồn thấy, linh hồn nghe, linh hồn ngửi, linh hồn nói, linh hồn đi. Đúng. Nắm linh hồn là gió. Con mắt có đuôi, mà nếu linh hồn còn thì sẽ thấy vẫn còn. Nó ẩn với nó hiện thôi. Khi đủ điều kiện rồi thì cái linh hồn nó mượn con mắt nó sẽ phát ra cái thấy. Nên nhớ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái nói, cái đi không phải là linh hồn. Người ta phải suy nghĩ cho tới. Phải tập suy nghĩ. Ngồi thiền tập suy nghĩ. Phải suy nghĩ cho hiểu rằng rồi chúng ta qua
cái tu qua linh hồn rất dễ, còn không rất là khó. Chúng ta cứ nhận lòng mà thấy là thấy bằng con mắt thì linh hồn, mà thấy bằng linh hồn chống dứt linh hồn, chỉ có nhận thức đúng hay sai đó. Mà chúng ta có cái thấy, cái nghe, cái ngửi là linh hồn cũng sai. Cái ánh sáng lượng điện, cái sức nóng bàn ủi của vật máy quay là cái dụng của điện chứ không phải là điện, thì có một thôi, nhưng mà cái tác dụng vô cùng. Tác dụng loại sáu căn nó có sáu cái dụng dụng khác nhau, nhưng mà cái bản thể có một thôi. Ai mà có học qua lớp 12 thì tôi nói dễ hiểu. Cái thể, cái tướng với cái dụng, cái bản thể có một thôi. Cái tướng có vô lượng hình tướng, mà có vô lượng hình tướng thì có vô lượng cái dụng, nhưng mà cái bản thể có một. Bản thể là chỗ phát sanh ra vô lượng cái dụ dụng, nương vào hình tướng để phát sanh. Thì cái bản thể linh hồn, luồng điện của chúng ta, nó nằm tràn lan ở trong vũ trụ, nó vô lượng vô biên. Nó mượn cái sắc thân này để phát hiện qua sáu sáu căn, một cái bóng đèn, một cái quạt máy, một cái tủ lạnh, một cái radio, một cái màn mũi, dần dần sáu cái cơ quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc đều nương vào một cái luồng điện linh hồn để mà phát hiện. Luồng điện linh hồn thì nó bất tận, nó luôn luôn nằm trong vũ trụ này. Khi mà tắt cái sắc thân báo đèn, sáu cơ quan này tắt thì nó nằm trong vũ trụ. Một khi mà có thì nó cũng vẫn nằm trong vũ trụ, mà khi đủ điều kiện rồi nó phát hiện qua sáu cơ quan, làm cho mắt thấy, làm cho tai nghe, làm cho mũi ngửi, làm cho miệng nói, làm cho chân đi, làm cho cái óc suy nghĩ. Nhưng mà có một cái linh hồn luồng điện thôi, mà có sáu cái dự dụng, chẳng những sáu mà có trăm ngàn cái dự dụng khác nhau hết, bởi vì tác dụng khác nhau. Mắt thì thấy cho mắt không thể nghe, lỗ tai thì nghe cho lỗ tai không thể thấy, không thể ngửi, không thể nói được. Còn cái lỗ mũi thì ngửi chứ không thể nói, không thể thấy, nghe được. Mỗi cái có cái tác dụng khác nhau, thành ra tất cả đều khác nhau, nhưng cùng có một cái bản thể linh hồn, thành ra có cái linh hồn giống nhau. Thành ra chúng ta nói mắt, tai, mũi, lưỡi là khác là sai, mà nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc là một thứ là trật. Chúng ta phải ngồi suy ngẫm cái đó. Sư cũng nói kỳ, sự thật chứ không có kỳ. Sự thật tới nơi khó hiểu, thành ra mỗi người phải tự mình an nằm với nó. Anh nằm ở đâu? Trong sách này tôi không có nói trên trời, tôi không nói dưới đất. Mà nếu quý vị cứ nghiền ngẫm nó, danh tư nó, thì suy nghĩ cho kỹ rồi sẽ sống dễ dàng hơn. Còn nếu quý vị không suy nghĩ nó, mình với nó là hai tách biệt, không bao giờ ăn nằm với nó, thì vĩnh viễn không bao giờ đi tới giải thoát. Khi quý vị hiểu rõ, thật rõ, hiểu một cách toàn diện nó, thì quý vị không bao giờ dính mắt với nó nữa. Không dính mắt thì là Phật. Có gì đó, Phật là con người không dính mắt. Không dính mắt cứ là không có chạy trốn cuộc đời này, mà không dính mắt, không đánh nhiễm, không ghiền cuộc đời này. Còn bây giờ chúng ta sao? Chúng ta ghiền đủ thứ, thích đủ thứ. Mà ghiền ở đâu thì chúng ta sẽ luân hồi đi vào đó. Đi ghiền cờ bạc thì sao? Lợi nhà kiếm có vô sông bãi. Người ghiền nhậu thì sao? Không có thì vô sông lớn nhậu. Còn người Phật tử tụi con không ghiền chứ, mà vô kiếm trong tỉnh xá chùa thì ngọt. Đấy là ghiền. Cái ghiền cao thượng, Đức Phật dứt luôn cái ghiền cao thượng thì mới thành Phật được. Trời ơi, ghiền cờ bạc thì là xấu, ghiền nhẹt là xấu, ghiền xì ke ma túy là xấu, xin hết bãi, con bỏ. Mình ghiền tỉnh xá, ghiền chùa, ghiền mấy sư cô cũng là xấu nữa sao sư? Tôi nói không xấu, tốt.
chứ không phải là xấu, đó là cái tốt. Nhưng mà tốt thì đi sánh vào cái tốt. Cái xiềng vàng, Đức Phật dứt luôn cái xiềng vàng. Nó vẫn là xiềng, mặc dầu nó đẹp, nó cao thượng, nó quý giá, nhưng mà nó vẫn là xiềng, tức là vẫn rối cột như thế. Mà đạo Phật là cái đạo không rối cột. Như vậy là tôi con không đi heo chó sống nhà cửa, tất cả đều do cái gió bát phong tham sân si dinh nhục lợi hại thịnh si, mượn cái dòng nước linh hồn của chúng ta để tạo ra những cái lượng sống. Cái lượng sống này không thật, không thật, chỉ có cái dòng nước mới là thật. Anh nói mượn cái dòng nước này để tạo ra lượng sống, thì cái lượng sống này với cái dòng nước là một hay là khác? Nếu một thì sai, hai thì trật, chúng ta phải hiểu cái đó. Cái lượng sống thì khi nó nổi lên rồi thì nó phải tan, có ngày phải có đêm. Còn cái dòng nước chưa hề nổi thì chưa hề tan, cũng chưa hề sẽ, bao giờ nó cũng là cái dòng nước là lẽ trong thôi. Hay là tôi cho một cái thí dụ khác thì quý vị sẽ hiểu. Quý vị có một cái ổ điện có sáu đầu ghim, tôi nói sáu thôi. Một cái chúng ta ghim qua bóng đèn, một cái ghim qua màn ngủi, một cái ghim qua áo mái, một cái ghim qua tủ lạnh, một cái ghim qua radio, một cái ghim qua TV, sáu cái. Thì khi tôi ghim qua cái bóng đèn nó phát ra ánh sáng, thì tôi hỏi ánh sáng này là do cái gì? Chúng ta nói do bóng đèn, thì trúng mà không trúng. Nếu mà bóng đèn đứt rồi thì ánh sáng còn không? Chúng ta nói không thì đúng mà không đúng. Ánh sáng vẫn còn, nó ẩn thôi. Không tin chúng ta mua bóng đèn khác vô, gắn vô nó vẫn có ánh sáng. Ánh sáng này là của luồng điện. Nếu cúp điện rồi bây giờ có 100 cái bóng đèn không có ánh sáng. Bóng đèn là cái cơ quan phát hiện cái ánh sáng của luồng điện linh hồn. Thì tôi cho thí dụ của bóng đèn giống như con mắt. Con mắt là cái cơ quan phát hiện cái thấy của linh hồn. Thành ra chúng ta thường nói thấy bằng mắt, thật ra không đúng. Phải nói thấy bằng cái luồng điện linh hồn thì đúng hơn. Khi cúp điện rồi thì cái bóng đèn không có thấy được. Khi mà chết rồi, cái linh hồn ra khỏi thể xác, con mắt không thấy được. Con mắt chỉ là tai sai thôi. Còn bây giờ chúng ta thục con mắt cho nuôi thì chúng ta nó không thấy, thật ra cũng vẫn còn thấy. Không tin là con mắt mình hư mà đi mổ đi, rồi đổi con mắt khác. Mà nếu cái linh hồn còn trong thể xác vẫn còn thấy như thường. Bây giờ tôi té cả đi, cây nó sốc cho con mắt rồi hư con mắt, rồi móc con mắt nó ra. Còn những người hiến xác cho con mắt khác, lấy con mắt khác để vô vẫn thấy rồi. Nếu cái linh hồn còn trong thể xác thì thấy, cái luồng điện còn thì thấy bóng đèn khác vẫn thấy. Mình phải ngồi suy gẫm thật kỹ. Mình thấy cuộc sống này mắt qua tới cái lỗ tai. Ví dụ như quạt máy, cái lỗ tai. Bây giờ tôi ghim luồng điện vô quạt máy nó quay. Mình nói cái này là do quạt máy, sai. Cũng là do luồng điện linh hồn. Bây giờ có quạt máy nó hư thì có gió không? Tôi nói vẫn còn. Gió nó ẩn rồi, hãy còn luồng điện là còn gió. Thì tôi đi mua có quạt máy khác để vô thì nó cũng là có gió. Thì cái gió của quạt máy này là do luồng điện chứ không phải do quạt máy. Quạt máy là cái cơ quan, cái tay sai làm phát hiện cái gió của luồng điện. Cái gì phải ngồi suy gẫm rồi mới thấy được con người thật của mình. Rồi qua tới cái tủ lạnh. Tủ lạnh mà chúng ta ghim điện vô thì nó cho nước đá. Nước vô nó cho nước đá. Rồi bây giờ tủ lạnh hư, có nước đá không?
ẩn thôi. Chúng ta thay cái tủ lạnh khác thì vẫn có, nếu quy định vô vẫn có nước đó. Thì nước đá này là của luồng điện chứ không phải của tủ lạnh. Tủ lạnh là cái cơ quan làm phát hiện cái cục nước đá của luồng điện thôi. Thành ra sáu căn chúng ta mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, ốc đều do luồng điện chỉ huy. Thành ra nếu chúng ta tu trên mắt, tay, mũi, lưỡi, thân thì cái xác thân đứt mất chết rồi, chúng ta nói tôi chết thì chúng ta tiếp tục luân hồi. Còn bây giờ chúng ta tu trên luồng điện luân hồi thì khi con mắt hư nổ rồi chúng ta biết con mắt hư. Chứ cái luồng điện không có mắt. Rồi khi cái xác thân đứt bóng rồi thì chúng ta biết xác thân chết rồi, thì cái biết của luồng điện không chết. Nó biết xác thân chết nhưng cái biết không có chết. Thì thành ra chúng ta nhận cái biết là ta, nhận cái luồng điện lên hồn là mình. Thì ngay bây giờ chúng ta là Phật, chúng ta là con người bất tử. Bất tử ở trong cái thể xác sanh tử. Trong cái thể xác sanh tử có cái luồng điện bất tử nằm ngay trong đó. Và chính cái luồng điện bất tử này phát hiện ra sáu căn sanh tử. Mà xưa giờ chúng ta cứ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nói, chân đi, sai. Linh hồn thấy, linh hồn nghe, linh hồn ngửi, linh hồn nói, linh hồn đi, đúng. Nắm linh hồn là gốc. Con mắt có đuôi, mà nếu linh hồn còn thì cái thấy vẫn còn. Nó ẩn với nó hiện thôi. Khi đủ điều kiện rồi thì cái linh hồn nó mượn con mắt nó sẽ phát ra cái thấy. Nên nhớ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái nói, cái đi không phải là linh hồn. Người ta phải suy nghĩ cho tới. Phải tập suy nghĩ. Ngồi thiền tập suy nghĩ. Phải suy nghĩ cho ta hiểu rằng rồi chúng ta qua cái tu qua linh hồn rất dễ, còn không rất là khó. Chúng ta cứ nhận lòng thôi. Mà thấy là thấy bằng con mắt thì linh hồn. Mà thấy mà linh hồn chống dứt linh hồn. Chỉ có nhận thức đúng với sai đó. Mà chúng ta có cái thấy, cái nghe, cái ngửi là linh hồn cũng sai. Cái ánh sáng luồng điện, cái sức nóng bàn ủi của vật máy quay là cái dụng của điện chứ không phải là điện. Thì có một thôi. Nhưng mà cái tác dụng vô cùng. Tác dụng là sáu căn, nó có sáu cái dụng dụng khác nhau. Nhưng mà cái bản thể có một thôi. Ai mà có học khoa học qua lớp 12 thì tôi nói dễ hiểu. Cái thể, cái tướng như cái dụng. Cái bản thể có một thôi. Cái tướng có vô lượng hình tướng. Mà có vô lượng hình tướng thì có vô lượng cái dụng. Nhưng mà cái bản thể có một. Bản thể là chỗ phát sanh ra vô lượng cái dụ dụng. Nương vào hình tướng để phát sanh. Thì cái bản thể linh hồn, luồng điện của chúng ta nó nằm tràn lan ở trong vũ trụ, nó vô lượng vô biên. Nó mượn cái xác thân này để phát hiện qua sáu căn. Một cái bóng đèn, một cái quạt máy, một cái tủ lạnh, một cái radio, một cái màn mũi, dần dần sáu cái cơ quan này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc đều nương vào một cái luồng điện linh hồn để mà phát hiện. Luồng điện linh hồn thì nó bất tử, nó luôn luôn nằm trong vũ trụ này. Khi mà tắt cái xác thân báo đèn, sáu cơ quan này tắt thì nó nằm trong vũ trụ. Một khi mà có thì nó cũng vẫn nằm trong vũ trụ. Mà khi đủ điều kiện rồi nó phát hiện qua sáu cơ quan, làm cho mắt thấy, làm cho tai nghe, làm cho mũi ngửi, làm cho miệng nói, làm cho chân đi, làm cho cái óc suy nghĩ. Nhưng mà có một cái linh hồn luồng điện thôi. Mà có sáu cái dự dụng, chẳng những sáu mà có trăm ngàn cái dự dụng khác nhau hết, bởi vì tác dụng khác nhau. Mắt thì thấy, cho mắt không thể nghe.
Lỗ tai thì nghe, chứ lỗ tai không thể thấy, không thể ngửi, không thể nói được. Còn cái lỗ mũi thì ngửi, chứ không thể nói, không thể thấy, nghe được. Mỗi cái có cái tác dụng khác nhau, thành ra tất cả đều khác nhau. Nhưng cùng có một cái bản thể linh hồn, thành ra có cái linh hồn giống nhau. Thành ra chúng ta nói mắt tai mũi lưỡi là khác là sai, mà nói mắt tai mũi lưỡi thân ốc là một thứ là trật. Chúng ta phải ngồi suy ngẫm cái đó. Đức sư cũng nói kỳ, sự thật chứ không có kỳ. Sự thật ở nơi khó hiểu, thành ra mỗi người phải tự mình an nằm với nó. Anh nằm ở đâu? Trong sách này tôi không có nói trên trời, tôi không nói như đó. Mà nếu quý vị cứ nghiền ngẫm nó, dân tư nó, thì suy nghĩ cho kỹ rồi sẽ sống dễ dàng hơn. Còn nếu quý vị không suy nghĩ nó, mình với nó là hai tách biệt, không bao giờ ăn nằm với nó, vĩnh viễn không bao giờ